148天, ngày một trăm bốn mươi tám. Hãy nghe và nhắc lại kênh nói. Bọn mình liên lạc qua WeChat nhé. Nguyên văn là chúng ta WeChat liên hệ. 我们微信联系。我们微信联。 系，我们微信联系。我们微信联系。bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Mình thấy nó đơn giản mà。我看说得挺好的。nhà mình chính là gần đây。

sau khi về sẽ tải xuống xem thử xem. Khuấy chủy khẩu khuấy trả giái khẳng khẳng. Lên WeChat nói chuyện nhiều một chút. Tua sẵn WeChat léo thiên. Đó đâu thể coi là.

Trông có vẻ có vẻ như khản chỉ lái bạn nên thử xem, bạn tráng thử tráng bạn tráng chẳng. Thôi. bạn lỡ. Một công ty du lịch

Tùng đã hấn sảo. Không cần vội, từ từ thôi. Bú dụng chí, mãn mãn lái. Là quy định. Sử quy định. Sự mình luyện tập. Bao ổ liền xí. Lúc nào cũng hoan nghênh. 随时欢迎。就给怪兽，没来得及打扫收拾，我的枪巴利还在箱子里。我得回这，我得回，我。 我得回去了。时间过得真快。可以通过 WeChat 或 WeChat 联系。微信联系。